mà đúng là nha, giờ con không biết chữ cho nên chả biết phải mình ở chỗ nào. Nhìn theo ký hiệu quen thuộc vậy á. Rồi xem thì anh nhớ đúng không nha. Rồi giỏi, đúng rồi, thấy không sao đúng không? Rồi con làm đi, con làm bài này nhé. Làm từ đầu đến cuối. Vậy là bà lính